Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn con robot lau nhà, lau sàn của hãng Ecovac, Ecovac Robotics, và phiên bản này là phiên bản Dirtbot Slim 2, tức là phiên bản siêu mỏng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con robot này. Về mặt tính năng thì con robot này có những tính năng nổi bật là nó có thể lau ở những cái vị trí đặc biệt, ví dụ như dưới gầm sofa. Vì con robot này có chiều cao chỉ 5,7 cm nên nó sẽ rất phù hợp lau những cái vị trí như vậy. Thứ hai là cái tính năng hút rất đặc biệt là nó có thể hút được những cái sợi lông như của lông chó, lông mèo và không bị rối. Thứ ba là cái việc sử dụng rất là dễ dàng vì ngoài cái điều khiển từ xa thì cái con robot này có thể điều khiển thông qua cái app được cài trên điện thoại. Và cuối cùng là khả năng thêm được cái chổi lau nhà, tức là ngoài tính năng hút bụi thì con robot này có thể thêm tính năng lau nhà. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn bằng cách là khám phá cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm được nhập nguyên chiếc từ Đức và đóng gói của nó chúng ta thấy rất gọn gàng, có sách hướng dẫn sử dụng. Đây là pin để lắp vào điều khiển từ xa. Phần bên trên này chúng ta có cái hộp phụ kiện. Phụ kiện này thì các bạn sẽ có những thứ sau. Thứ nhất là các bạn sẽ có cái đế, sạc. Đây là đế sạc của robot. Thì mỗi lần hết pin, con robot này sẽ tự động chạy về cái đế sạc này để sạc pin. Đây là thông số của đế sạc. Ta có các cái phụ kiện đi kèm, có điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa chỉ có nút hoạt động và dừng hoạt động và nút điều hướng bốn hướng, nút trở về nhà. Đây là nút lau góc. Chúng ta được kèm với cái miếng lau nhà để các bạn dán ở phía dưới con robot. Đây là cái màng lọc ở cái phần hút bụi. Và đây là con robot chúng ta. Ở dưới này chúng ta thấy có đi kèm một cái hộp phụ kiện nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đây là con robot Slim 2 của Ecovac Depot. Về mặt cấu tạo thì phía dưới này chúng ta thấy các cái vị trí lắp chổi và cái hộp vừa bỏ ra đây là cái chổi đi kèm. Chúng ta sẽ được tặng 4 cái chổi và các bạn sẽ nhấc cái chổi ra. Và ngoài ra thì có cái miếng này là miếng để lau nhà. Cái lau nhà thì các bạn với cái miếng này chúng ta có thể thay được và chúng ta có một miếng sơ cua nữa. Chổi này thì các bạn thấy có ký hiệu màu, màu xanh thì lắp vào bên màu xanh. Màu đỏ thì các bạn lắp vào bên màu đỏ. Ở phía dưới các bạn thấy có cái phần hai cực này để sạc pin. Cái phần này để điều hướng. Còn đây là cái cửa hút. Đây là cái bánh xe dẫn động. Và có một cái công tắc nguồn cứng ở phía dưới này. Cái phần chổi lau nhà thì các bạn có thể lắp vào đây như một cái phụ kiện. Và lắp thêm. Để chúng ta thì chúng ta sẽ lắp. Bây giờ chúng ta sẽ bật con robot này lên bằng cách bấm công tắc nguồn. Pin đã được tích hợp sẵn trong này rồi. Phía trên này chúng ta thấy có cái mỗi cái nút thôi, là nút auto. Tức là tự động hoàn toàn, còn đây là cái đèn để nhận tín hiệu wifi. Phía xung quanh này có cảm biến công tắc, cảm biến hồng ngoại. Đằng sau này cũng có cảm biến hồng ngoại. Và để cho auto thì cứ đặt xuống đây thì các bạn bấm auto thì chắc là sẽ chạy thôi, nó sẽ hút stop lại. Đấy, đây là ấn nút này thì nó sẽ chạy. Khi mà các bạn nhấc lên thì nó sẽ không chạy, khi đặt xuống thì nó sẽ chạy. Nhấc lên thì nó sẽ báo chạy, rất là hiện đại.
Thì khi nó hoạt động thì các cái chổi này nó sẽ khua bụi vô rác vào vào cái cửa hút này. Và hút này sẽ hút bụi vào trong cái hộp ở trên. Và có thể mở cái phần trên này ra được. Bạn mở nắp ra. Thì trên này có một cái hộp chứa bụi. Đây, cái cửa bụi đây. Và cái hộp chứa bụi này thì bụi sẽ được hút trực tiếp vào đây. Và thông qua cái màng lọc này thì bụi sẽ được giữ lại. Và chúng ta cũng có một cái màng lọc đi tặng kèm để trường hợp cái này bị hỏng bạn thay rất là dễ dàng. Và sau khi thay sau khi các bạn đổ thì các bạn chỉ việc bạn muốn đổ rác thì bạn chỉ cậy này ra và đi đổ cái này vào thùng rác, rất là tiện, không cần cái túi rác. Và sau khi đổ xong bạn lắp vào để cho robot tiếp tục hoạt động. Để lắp cái chổi lau nhà thì chúng ta sẽ lắp như sau. Ở đây các bạn thấy có hai cái cạnh. Và các bạn chỉ việc gắn hai cái cá này vào và hai cạnh đó. Thì cái robot này sẽ được trang bị thêm tính năng là lau sàn. Và chúng ta sẽ hoạt động như bình thường. Để tìm hiểu kỹ hơn về con robot EcoVac Slim 2, The Boss Slim 2 thì các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.